đến kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đạp địa hình đến từ thương hiệu của Ý, Scenic Xtreme X7. Vâng, đây là một mẫu địa hình được trang bị nguyên bộ group cao cấp, rất là cao cấp của DOG XT các bác nhé. Và chiếc xe có giá rất tốt, chỉ dưới 7 triệu các bác có thể sở hữu một chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Cấu hình cực khủng rồi. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Scenic Xtreme Series X7 các bác nhé, X7T. Có thể lên Google để search thêm về mẫu xe này. Xe đến từ thương hiệu của Ý. Chiếc xe em đánh giá nước sơn này, hình thức thì trên 90%, khá là mới, màu xám bạc, màu ghi xám. Chữ Xtreme Series này thì trên khung nền màu xanh này, rất là nổi. Phoenix. Vâng, size 17 inch nhé các bác nhé. Tầm 1m6 đến 1m7 các bạn có thể đi vừa chiếc xe này, phù hợp. Một lát em sẽ đo chiều cao khung đứng. Cọc yên thì nguyên zin của Scenic đây. Và yên và tất cả đồ trên xe đều nguyên zin theo xe. Yên rất là mới đó nhé, khá là mới đây. Phía càng sau. Vâng, đây là trang web của hãng Scenic, Scenic.com. Phía đằng sau là chữ X7T model của xe. Vâng, phía bên trên thì chiếc xe cao cấp được trang bị dây âm sườn. Dây âm sườn các bác nhé. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Scenic. Và đặc biệt ghi đông thì đây các bác thể thấy Scenic đây. Được trang bị nhôm 6061 siêu nhẹ các bác nhé. 6061. Tay bấm xả của Shimano Deore. Ở cao cấp. Nếu bác nào đã tìm hiểu qua về dòng địa hình thì không còn xa lạ với cấu hình này đâu. Shimano DOG. Vâng, và chỉ tầm dưới 7 triệu các bạn thể sở hữu một chiếc xe có cấu hình của Shimano DOG. Và một thương hiệu của Ý. Và phanh dầu thủy lực. Vâng, đây phanh dầu thủy lực của Shimano các bác nhé. Phun một cái chuyển động của Shimano. Phía bên dưới là phuộc tầm sóc của Scenic luôn. Kinder. Sóc. Cặp vành nguyên zin của Scenic. Và Mayer của Shimano. Vâng. Xe được trang bị bộ lốp là 26x1.95. Đây là bộ lốp thông thường của dòng địa hình, giúp các bác có thể đi đường đồi núi, đường xấu. Và bộ giảm sóc sẽ tránh cho các bác bị đau tay khi đường xấu này. Thì bên dưới khung thì có chữ Scenic và mã vạch của xe các bác nhé. Vì xe qua sử dụng nên là bộ cái xe mã vạch mất một phần rồi. Đây bộ phanh dầu thủy lực của xe.
Xe được trang bị bộ đùi đĩa 3 tầng của Brew. Brew có biết không? Đùi đĩa 3 tầng. Và đĩa siêu luôn tốt. Bộ vành sau thì cũng là bộ vành nguyên bản, nguyên zin của Chinix. Bộ lít 10 tầng cho xe 30 tốc độ các bác nhé. Lít 10 tầng và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Củ đề cực kỳ cao cấp của Shimano DJXT. Vâng, bây giờ sẽ đo chiều cao xoay đứng. Vâng, và xe có chiều cao xoay đứng là 44. Của các bác từ 1m6, 1m7. Giờ sẽ đi vào chuyển động. 10 tầng lip. Lên lip. Và chuyển động rất tốt các bác nhé, xuống lip. Phía bên tay phải là phía bên đĩa, đùi đĩa 3 tầng của Brew. Xuống đĩa. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý, Chinix Xtreme X7T. Vâng, và em vừa review trong chiếc xe Chinix X7T đến từ thương hiệu của Ý, một chiếc xe địa hình. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano DOJ và củ đề của DOJXT. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với giá cực tốt là 6,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc 7 một năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về lại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.